Tôi còn xong hôn chào mọi người nhá. Ok, chào mừng anh em đến video tiếp theo mình hôm nay. Thì cả nhà chuẩn bị đến bữa cơm rồi mà thằng Còi với mấy anh em chưa dậy. Đấy, vợ tôi đã nấu cơm xong rồi. Quỳ dọn cơm, bát đũa. Đấy, anh em nhìn này, mâm cơm này. Đấy, thịt kho tàu này, lạc rang này. Nói chung là từ giờ cuối năm là cả tem mình còn phải ăn lạc rang với đậu nhiều. Đấy, đây, nhưng mà hôm nay vợ mình nấu ngon ghê. Đây là khoai tây với cả xương sườn lợn nhá, hầm nhá. Đây anh, quay dịch vào đây nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, rồi. Đấy, cà pháo, cả muối nữa. Đấy, vợ mình còn mua bánh rán sáng này, bánh này, nhưng mà chúng nó có dậy ăn đâu. Đấy, đây, thành là đồ ăn chiều nơi rồi. Đấy, ok anh em ạ. Hôm nay là tôi với Vi để sinh ra một ý định và ý tưởng này là của Vi nhá. Vi là tí nữa là anh em tôi sẽ sát ớt này, và sát luôn sát ớt vào cái bát coi cho thằng Còi nó ăn để xem phản ứng như nào. Sát hết vào bụng một ớt, cháu hiểu chưa? Nó mà sai cháu đi lấy bát khác sát tiếp cái bát, hiểu không? Và chạm lại cho nó cái bát cày xẻ, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy. Ok anh em tôi sẽ sát bát này. Còi nó không ăn được cay anh em ạ. Sát nhẹ vào. Sát xung quanh vào. Ui, anh em này, nhìn này, cái màu này. Sát này ăn cay lắm. Sai đó. Cất hết bát đi nhé. Chỉ để nguyên còn hai cái bát này không? Khi nó đổ ra chỉ còn cái bát này thôi. Anh em tôi ăn vẫn ngon miệng. Còn cậu giờ thì đây xem cất cái đũa đi nhá. Đấy, chú sát vào hai cái đũa này nhá. Cất hết đũa đi. Chỉ còn cái này đũa bắt buộc là nó phải lấy. Đây, anh em. Cái này chỉ có cái quyền. Cái nước ớt này cay lắm. Giúp lưỡi. Huy ra gọi anh Còi mới mọi người vào nhé. Cơm này. Cơm này. Chị mày mua đồ ăn sáng nè. Cơm. Mua đồ ăn sáng nhưng mày không dậy thì cúc đây. Cúc. Đây cứ nấu ai đâu. Chị cứ nấu nên chị không ăn. Cái cơm này là cơm. Con đâu anh không ăn à? Vẫn ra ngoài xới cơm cho anh. Mày thôi được rồi, tao xới cho. Đúng rồi. Mấy khi anh xới hôm anh còn ngày không? Ngắn à, thôi, ơi, em tìm thấy không? Đứa sau. Cái gì? Đứa sau. Huy bảo cái gì? Huy đi lấy đũa cho anh Còi đi. Thôi để cho anh Còi bóc rồi mà. Anh chưa coi gì. Mày bóc đi. Mày bóc nhỉ. Này, bóc đi. Học đi còn làm việc. Anh ăn để anh uống này, học đi. Cái gì anh bảo anh Còi là chó á? Chết thế. Cái gì anh Ngọc bảo anh là chó rồi nhỉ? Lấy đũa cho anh Còi đi. Để anh Còi à? Đũa hơi ướt tí. Con này như thế, cuộc sống với nhau. Em mời anh ăn cơm. Mà mời anh em cơm đi. Tất cả mọi người ăn cơm. Đây. Bát đũa nhà mình đâu hết thì cứ mấy cái kiểu bát kia hết rồi ạ. Còn mỗi mấy cái đũa gãy này thôi ạ. Vâng. Thôi ăn đi. Cả nhà ăn cơm đi. Này để ý nước quá nhờ. Ồ, giỏi. Bị thành
Đặt bếp giúp à? Chị Thư đang bầu, chị Thư đang bầu mệt, chúng mày hiểu chưa? Anh phải hộ hoàn chị. Được cái nào? Ăn. Ngồi đấy. Mời canh á. Mời rồi. Mời. Anh có ăn này không? Nhỏ nhỉ. Đây là thịt kho tàu. Thịt kho tàu. Không khái gì. Khoai tây. Thịt kho tàu ấy sao không có khoai tây không? Không có kiểu Việt đấy. Xoào. Kho tàu. Hai bằng đấy. Ngon thế nhỉ? Ngon nhỉ, con này. Cuối thì nó ngon. Được rồi. Thấy đây, một hai một thịt. Cái gì? Sao ấy? Anh điên rồi, con cơ khỏe gì? Thì đeo mặn đây. À cay đây quên. Cay đâu rồi? Cái gì? Một cay. Ngon mà nhỉ? Chúng mày ăn thử đi xem cay không? Không, em ăn hết một miếng rồi. Cay cái gì? Còi này dở, mày chê chị Thư cay à? Nấu cay mày không thôi, mày đừng ăn nữa. Thịt. Ấy bảo ăn ăn đi xem có cay không? Mày ăn cay rồi. Ăn cay thì cay mà. Ủa cay á? Như này em có thích kìa. Hay cái cay đi rồi. Cay rồi. Ngon rồi. Tuấn này, thịt ngon thế này mà nó bảo cay. Vâng. Em ăn thử đi. Thằng này dở à? Em ăn rồi. À, 5 miếng nữa đi. Không nói bảo cay. Cái không cay. Không cay. Thế là cái gì vậy? Đầu óc bây giờ kéo chợt nhớ chợt quên rồi, điên rồi. Ê! Gì đấy? Mô mất vị nào? Sao ấy? Mất vị à? Mày lên thôi mà cày lên. Nó ngại mày lên, gầy gầy chết. Bút của em này, bút của em này. Gì? Tình bạn này lấy quá đâu ấy. Kìa. Bác tao đua khác đây nè. Làm sao? Cái thằng này cái đuôi nó cay lắm. Anh mút cái thứ. Mút cái gì? Mày điên à? Anh mày ăn rồi mày bảo tao mút lại đuôi của mày. Thằng kéo anh bảo anh Ngọc mút nước nhái anh. Bác đua khác anh nè. Đẩy đi. Đấy là ông ấy đua khác. Đấy, bữa này cũng hơi ướt tí. Đây. Bước vào ngon. Lấy cho nó đua. Đua không? Sáng chị mới rửa là ướt. Thà đi anh. Ngon lắm. Ngon. Quát đấy gấp khoai ăn đi em. Đôi giòn đấy. Cà giòn nhỉ. Đây cũng không phải cà pháo, cà giòn. Ngon thế nhỉ. Ăn gỡ à? Mày ăn uống mà mày cứ nôn vẹ ở đây ai ăn? Cái gì đấy? Cái gì? Cái gì? Nhâm cái gì cay nhỉ? Ăn gì có ai thấy cay đâu mà cay. Cà cay á? Ngon nhỉ? Đâu em thử. Cà cay á? Cà cay á? Cay á ôi mình gỡ à? Cái thằng muối cay này. Cái muối canh này để dùng chung mẹ dùng mồm mút. Mang đi. Muối cay. Cay. Bảo con thấy cay không? Lấy. Tuấn con thấy cay không? Không. Huy con thấy cay không? Chắc không. Ngon. Chúng ăn thì thôi biến. Con cái này. Ông cười nhỉ. Sao cay nhỉ? Cay. Cay ở đâu? Ở chỗ nào cay? Để tao ăn thử. Nào, món nào cay để tao ăn thử. Đây anh lấy. Không, tao không lấy lại đũa của mày, mày điên à? Có khéo vừa ăn được cái gì nó bụng giờ bắt đầu kiểu là ấy. Đây này, tay không. Cái thằng này. Mày ăn vần ăn bẩn ấy. Không ăn được thì biến ra ngoài đi. Nó cay đâu? Sao anh cứ kêu cay? Không ăn đi ra ngoài. Mày mày nghĩ nào? Tay này nhúc vớ nhúc vẩn á. Tại mới bút kích về thôi. Mày lại ơi, thịt mẹ. Tóc với thật nhá.
Nào à, mày, các mày chơi nào không? Chơi đi. Mày chơi đi. Ba người mày đua gì? Đua mày ăn rồi ai nó ăn lại cái thằng này. Anh đang ăn cơ lại đũa nó à? Thế mày mà này mày ăn lại đũa của tao đi này. Không. Hả? Đấy, này, ăn đi, này. Này. Anh liếm thật dài. Không ăn thì biến. Còn bảo ngồi vào đây. Cơm chị Thư nấu này còn chơi cay mới mặn. Ăn anh, anh là ăn hay là nghỉ? Được rồi, em nhớ đấy. À, là mày nhớ đấy. Nói đi. Đang ăn cơm. Ủa ơi, cay đấy. Cứ bảo cay. Thằng này chả biết gì. Anh chắc đầy ớt ở thành bát. Đít bát mình hay đôi đũa đây. Hiểu chưa? Bát này không ăn được đâu, cay lắm. Ai biết đâu, em biết đâu. Nhưng mà đừng bảo gì nhá. Không tí nữa nó xử nguy chết hết. Ok anh. Sao mấy lít nước. Cay. Cho nó nhịn. Kệ. Tí đói khác phải đi rửa bát mà ăn nhỏ. Dán đấy vào tường mình nhìn như ông Tạch Chủng ấy nhỉ. Thôi, ăn cơm đi cả nhà. Ăn đi, kệ nó. Còn mọi người biết.